chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tháng 8 là vào mùa mưa. Mưa nhiều thì có một loại rau mọc tự nhiên rất là nhiều, ăn thanh nhiệt nữa. Đố Huy đó là rau gì á? Rất dễ, anh Huy biết rồi. Em quên tên luống rau càng cua, mọc bờ thêm xưa. Nhưng em không thể quên cây cầu dừa, mưa rụng giọt mưa. Rau càng cua đúng không? Anh Huy á, không những giỏi nè, mà hát cũng hơi bị hay đó. Em nghĩ sao anh Huy không đi làm ca sĩ luôn đi? Thấy lời khen của em anh nghi quá, chắc cũng không thật lòng lắm. Nhưng mà cũng động viên anh Huy, nấu rất là ngon trong bữa ăn ngày hôm nay. Hy vọng là như vậy. Thưa quý vị khán giả thân mến, rau càng cua thì có vị chua chua và mọng nước, nên vào những ngày hè nóng nực thì chúng ta sử dụng loại rau này cho các bữa ăn thì sẽ giúp cho cơ thể thanh nhiệt. Không biết là với nguyên liệu chính là rau càng cua, anh Huy sẽ chế biến món gì đây? Như Ngọc Hương vừa mới nói, hôm nay tôi sẽ sử dụng nguyên liệu chính là rau càng cua để chế biến một món ngon trong tích tắc. Và đảm bảo với Ngọc Hương là món này rất ngon. Không đợi quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng vào bếp để chuẩn bị món rau càng cua trộn cá mòi. Chỉ trong tích tắc thôi, chúng ta sẽ có một món trộn rất ngon lành. Bởi vì vậy, món này cũng cần có những nguyên liệu rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần 200g rau càng cua, một hộp cá mòi, tương ớt, ngò rí, cà chua, hành tây, một số gia vị thông dụng và đặc biệt không thể thiếu giấm gạo Lisa. Anh Huy ơi, công nhận là rau càng cua anh mua tươi non, mà rau non là hình như là không có cái bông đúng không anh? Đúng rồi Ngọc Hương à, nếu mà chọn rau càng cua thì tốt nhất Ngọc Hương chọn rau càng cua còn non. Nó sẽ ngon hơn những cái loại rau già quá thì nó ra bông, cổ bông thì không nên dùng nữa, ăn không có ngon. Tiếp theo là hành tây này, anh Huy sẽ sắc mỏng ra. Tiếp theo anh Huy sẽ xử lý cái cà chua này, cắt ra làm tư. Thì cà chua này sau khi mà bỏ hạt đi, anh Huy sẽ cắt sợi ra. Bây giờ mở lửa lên cho anh Huy. Khi mà chảo đủ độ nóng, Ngọc Hương cho dầu vô nè. Dầu nóng rồi nè anh Huy ơi, bỏ rồi, hành tây vô đi. Anh Huy sẽ cho hành tây vô, hơn nửa thôi nha. Em đảo đều cho anh. Bắt đầu mùi thơm bốc lên rồi đó. Đúng rồi anh Huy ơi. Anh Huy cho vô được rồi nha. Dạ. Rồi tiếp tục xào, và chắc chắn là cũng phải nêm để cho cái sốt này được đậm đà hơn. Ủa, trong nước sốt em nghĩ là đã có gia vị rồi mà. Nhưng mà anh Huy sẽ nêm thêm một ít thôi. Một muỗng cà phê hạt nêm Azigon nè. Dạ. Một chút xíu tiêu nè. Rồi anh Huy cho cá này vô nè. Rồi chúng ta tắt lửa, cho ra một cái dĩa. Thơm quá. Ngọc Hương có thích ăn cay không? Dạ có chứ anh Huy, ăn cay cay mới ngon. Đúng rồi, để tiết kiệm cái sốt này hết thì anh Huy sẽ cho vô một chút xíu nước và pha thêm một chút xíu tương ớt vô đây. Rồi chúng ta đảo đều luôn. Rồi cái tương ớt này cũng sánh lại, chúng ta sẽ cho vô phần sốt này luôn. Như vậy căn bản đã xong rồi đó. Tiếp theo cũng là một phần rất là quan trọng để làm cho món trộn này được ngon. À, anh Huy đừng nói, em biết nè. Đó là chúng ta sẽ trộn cái nước trộn vào rau đúng không? Đúng rồi. Chúng ta cho khoảng 3 muỗng canh giấm gạo Lisa Ngọc Hương nha. Dạ, 3 muỗng canh giấm gạo Lisa, 1 muỗng canh đường. Em vào tan cho anh. Tiếp tục Ngọc Hương cho phần hành tây lúc nãy phân nữa, hành tây còn lại vô nè. Đảo đều lên cho anh Huy. Dạ. Rồi, đã nói đến dầu giấm là chúng ta cần phải cho dầu vô, dạ, đúng không? Dầu ăn vô, dạ, đúng không anh Huy? Không phải là dầu ăn, mà đây là dầu xà lách. Dầu xà lách hả? Đúng rồi, Ngọc Hương quậy đều lên cho anh khoảng 3 muỗng canh dầu xà lách. Đó, quậy đều lên cho anh ha, cho nó tan đều. Ủa mà anh Huy ơi, với thói quen thông thường của em cũng như là rất nhiều quý vị khán giả, thì khi mà chúng ta làm dầu giấm á, thì chúng ta sử dụng dầu ăn luôn cho tiện. Mà sao anh Huy phải cầu kỳ sử dụng thêm dầu xà lách chi vậy? Rồi anh sẽ trả lời cái thắc mắc của Ngọc Hương ngay. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta sử dụng dầu xà lách, ví dụ như dầu hướng dương hay là dầu ô liu để pha dầu giấm, thì như vậy khi mà bỏ vô tủ lạnh á, dầu này sẽ không bị đông lại. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn trong cái dầu này, bởi vì dầu này là chuyên để trộn xà lách. Tiếp tục là rau càng cua. Dạ. Anh Huy rửa sạch rồi, để thật là ráo nước để cho rau càng cua trộn không bị ra nước và được giòn ngon. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho phần cà chua này vô luôn. Tiếp tục là gì nè? Cá mòi. Không, anh Huy cho toàn bộ dầu giấm của em cho vô đây cho anh Huy trộn lên. Mà nè anh Huy ơi, lúc nãy á, khi mà em thấy anh cho dầu vào á, thì anh cho từ từ, sao không đổ một lần vô luôn mà chi mất công vậy? Chúng ta cho dầu từ từ vô, và lúc vừa cho vô Ngọc Hương vừa đánh nè,
mục đích là của anh Huy để cho cái đường còn tan lại chút chút á, là cho cái đường nó tan ra hết. Cái thứ hai là cho sốt nó được mịn. Khi mà trộn đều lên cho toàn bộ cá mòi này vô nè, Ngọc Hương nhớ là trộn thật là nhẹ để cá mòi rất là dễ bị bể. Dạ. Màu xanh mướt của rau càng cua nè, màu đỏ của cà chua. Đúng rồi, cà chua lên. Đây, một miếng cá mòi. Và Ngọc Hương cũng có thể trang trí một chút xíu ớt, hành tím anh cắt lát mỏng để lên cho đẹp. Rồi, xin mời Ngọc Hương thử. Cảm ơn anh Huy. Em thấy sao? Càng cua có giòn không? Rất là giòn mà thấm. Vị chua vị ngọt thì sao? Vị chua vị ngọt thì hài hòa, hơi cay cay của tương ớt nhưng mà rất là ngon. Tóm lại á, món ăn này á, em nghĩ là ngày nào cũng ăn thì cũng tốt cho sức khỏe, nên là thôi anh Huy cho em ăn hết dĩa luôn nha. Ừ, món ngon trong tích tắc. Quý vị khán giả hãy đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.